Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng mà chúng con đã có sắp xếp xe cho Chư Tôn Hòa Thượng riêng trong Ban Kinh Sư, và hiện tại trong Chư Tôn Đức Ni, chúng con xin quý Chư Tôn Đức Ni tùy theo cái phương tiện mà quý Ni Sư đã đến và hợp tùng để đưa Hòa Thượng chúng con đến nơi cả thị của chúng. Đưa tiền ôn A Di Đà Phật.